chào các bạn tân sinh viên khóa 27. Tất cả sinh viên mới nhập học năm nhất bắt buộc phải tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa. Nhà trường sẽ xếp lớp theo trình độ dựa vào kết quả kiểm tra, nên các bạn phải làm bài thật nghiêm túc nhé. Sinh viên các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, Đông Phương học, các ngành du lịch học tiếng Pháp và sinh viên có chứng chỉ được miễn thi sẽ không tham gia kỳ thi test tiếng Anh đầu khóa. Kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu khóa dành cho các bạn được triển khai theo 2 đợt. Mỗi ngày sẽ gồm có tối đa 6 ca thi, mỗi ca thi kéo dài 60 phút. Các bạn nhớ chú ý thời gian bắt đầu ca thi của mình để không trễ thi hoặc sai giờ nhé, quan trọng lắm đó. Tiếp theo, Văn Lang News sẽ hướng dẫn các bạn cách xem lịch thi nha. Các bạn truy cập vào cổng thông tin đào tạo của trường tại địa chỉ trang web online.vlu.edu.vn và đăng nhập theo hướng dẫn trên màn hình. Sau khi đăng nhập lần đầu thì các bạn nhớ thực hiện thao tác đổi mật khẩu để bảo mật thông tin. Sau đó, các bạn chọn xem lịch thi cá nhân ở thanh menu bên trái, chọn năm học 2021-2022 học kỳ 1, chọn tên học phần là kiểm tra tiếng Anh đầu khóa. Lịch thi đầy đủ thông tin bao gồm mã học phần, tên học phần, lần thi, ngày thi, giờ thi, phòng thi, hình thức thi, kỳ thi, ghi chú, đường link truy cập môn thi trực tuyến. Đợt này, các Úc Cưng 27 sẽ thực hiện kiểm tra xếp lớp Anh văn bằng hình thức online trong 60 phút làm bài với 2 phần thi, phần trắc nghiệm 40 câu hỏi và phần thu âm speaking trả lời những câu hỏi lần lượt hiện trên màn hình. Các câu hỏi đơn giản thôi, nên các bạn bình tĩnh, bấm record và trả lời từng câu nha. Nào, chúng ta cùng đến với các bước tham gia ca thi nha. Đầu tiên, bạn cần cài đặt MS Teams trên máy tính hoặc điện thoại của mình. Trước mỗi ngày thi, các bạn sẽ nhận được thông báo tổ chức test kết nối trên MS Teams. Thầy cô sẽ hỗ trợ kỹ thuật, phổ biến những lưu ý trong kỳ thi và cung cấp thông tin đăng nhập hệ thống thi cho bạn nhé. Các bạn sẽ thực hiện bài thi của mình trên trang National Geographic Learning Online. Bạn truy cập vào hệ thống quản lý học tập và đăng nhập bằng thông tin thầy cô đã cung cấp cho mình nha. Bạn click chọn tiêu đề khóa học Online Placement Test. Chọn và mở mục Placement Test để làm bài kiểm tra. Bạn nhớ đọc thật kỹ lưu ý trước khi làm bài. Khi sẵn sàng, click vào biểu tượng mũi tên ở màn hình bên phải để làm bài và chuyển tiếp câu hỏi. Một điều bắt buộc ghi nhớ, các bạn phải đưa ra lựa chọn trước khi đến với câu hỏi tiếp theo vì hệ thống không cho phép bạn quay trở về câu hỏi phía trước. Sau khi hoàn thành câu hỏi cuối cùng, các bạn click vào dấu tick bên phải màn hình để hoàn thành phần thi trắc nghiệm của mình. Sang phần thi trắc nghiệm Listening, các bạn click vào ký hiệu Play để nghe câu hỏi, sau đó chọn đáp án đúng phía dưới. Một số câu hỏi yêu cầu phải nghe đáp án để chọn, bạn click vào ký hiệu loa tương ứng với mỗi đáp án để nghe. Cuối cùng, để thực hiện 3 bài thi speaking, hãy click biểu tượng thu âm và thực hiện bài nói. Sau khi hoàn thành xong bài kiểm tra và nhìn thấy tin nhắn thông báo đã hoàn tất, click nút X ở góc bên phải màn hình để thoát và nộp bài. Cuối cùng, Văn Lang News sẽ phổ biến một số thông tin rất được khóa 27 quan tâm, đó là các loại chứng chỉ tiếng Anh được miễn thi Anh văn đầu khóa. Các loại chứng chỉ được công nhận gồm IELTS, TOEFL, IBT, TOEIC 4 kỹ năng và VSTEP, chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam. Các chứng chỉ đủ điều kiện được miễn và chuyển điểm phải còn thời hạn sử dụng tại thời điểm chuyển điểm. Sinh viên có các chứng chỉ tiếng Anh đạt yêu cầu sẽ được miễn học các học phần Anh văn tổng quát và được chuyển điểm, đương nhiên là miễn luôn kỳ thi Anh văn đầu khóa.
mức điểm được miễn và quy đổi theo quy định của trường. Các bạn tham khảo ở website trường nha. Để làm thủ tục miễn thi và chuyển điểm, miễn học phần, trước ngày thi kiểm tra anh văn đầu vào ít nhất 3 ngày làm việc, bạn gửi bản scan chứng chỉ tiếng Anh gửi online đến phòng đào tạo. Và nhớ, sau khi nhập học tập trung tại trường, các bạn bổ sung bản sao y chứng thực chứng chỉ để hoàn tất hồ sơ nhé. Chuyện quan trọng nhắc thêm lần nữa, bài kiểm tra anh văn đầu khóa nhằm mục đích xếp lớp học đúng với trình độ. Điểm số của bài thi không ảnh hưởng đến điểm học tập, nhưng các bạn cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng và trung thực khi làm bài để việc học sắp tới hiệu quả hơn. Chúc các bạn hoàn thành bài thi thật tốt. Cố lên khóa 27!